Xin chào anh chị và các bạn nha. Chào mừng mọi người đến kênh của em Minh Xe Đạp Gia Sĩ. Nay mình làm cái clip ngắn ngắn để hướng dẫn mọi người cái cách bắt cái thắng dầu của xe đạp, thắng dầu trước và thắng dầu sau nhé. Thì nó sẽ gồm một cái thắng này, thắng dầu này, đây là thắng tích trô này, và hai con ốc để bắt cố định luôn. Thì cái con ốc này bắt cố định thì mình cũng không có quan tâm nhiều, mình cứ bắt cho nó thẳng vào thôi mọi người, bắt thẳng vào. Con này chỉ đóng vai trò là nó giữ cố định thôi, nên là không không có cần phải chỉnh chiếc hay là nới miếc gì đâu, là cứ bắt thẳng căng luôn, bắt thẳng vào mọi người nhé. Bắt bằng cái lục giác số 5 với mọi người, bắt bằng lục giác số 5. Là mọi người cứ quay nhẹ nhàng người ươm bướm vào cái lỗ này của nó, rồi rồi là mình cố định siết chặt luôn. Chỉnh là hai cái con này để chỉnh này mọi người, hai cái con ở đây này, con trên con dưới này là mới là chỉnh cái độ để cho nó cái thắng của nó không bị cạ như mọi người nhé. Thì sau khi mà em siết chặt cái này thì em sẽ hướng dẫn mọi người cái cách chỉnh cũng đơn giản thôi. Em làm cái lục giác này là lục giác con ốc này là lục giác số 5 luôn nhé. Mọi người cứ siết hai cái con này. Vừa nãy thì mình chỉ có mới siết nó cố định lại thôi bằng hai con ốc này nhé mọi người nhé, lục giác 5. Thì bây giờ là em mình sẽ tiến hành là xoay thêm vào một tí, chỉnh vào một tí nhé mọi người nhé, để cho nó tí nữa nó siết cho nó dễ. Bây giờ thì vẫn là đang đang lỏng nhé, lúc này nhé. Rồi giờ chúng ta làm động tác này này, chúng ta xoay cái bánh nó đang cạ này mọi người này, đấy đang cạ này, đấy đang cạ nhé. Đấy, xoay bánh nó quay phát là mình bóp bóp thắng luôn, bóp thắng rồi mình sẽ siết chặt luôn cái con ốc ở trên đầu này nhé mọi người nhé, siết chặt luôn con ốc trên đầu này, chặt luôn đấy. Rồi đấy, chúng ta quay là chúng ta sẽ thấy là nó không còn cạn nữa, nó không, cái này là nó đang đang kêu là bởi vì là cái đĩa này nó sẽ hơi bị lệch một tí, chứ còn thực ra là nó ở chính tâm rồi đấy. Rồi thì mọi người siết chặt cái này rồi thì bây giờ mọi người vặn cái này lại vào cho em. Lưu ý là bóp thắng một phát là con này là siết con trên này, siết chặt luôn nhá. Đây là kinh nghiệm, con trên là siết chặt luôn đấy. Bây giờ nhé, nó kêu như này là do cái đĩa này nó bị đảo như mọi người nhé, chứ không phải là do mình làm sai đâu. Nó bị đảo tí em sẽ chỉnh cái đĩa, em sẽ chỉnh cái đĩa, chứ thực ra là cái bố thắng này là nó đã ở giữa cái đĩa rồi đấy. Quay này rất là ok luôn. Rồi xong rồi là coi như là thắng trước là xong rồi. Mình sẽ lấy cái dây để mình em nẹp cái cố định cái dây dầu này lại nhá, dây thắng này lại nhá. Thế thôi, tí nữa là em sẽ chỉ cho mọi người cách mà chỉnh cái thắng sau thì cũng tương tự thôi, thắng sau là cũng tương tự như mọi người nhé, tương tự. Rồi tiếp đến là chúng ta sẽ chỉnh cái thắng sau mọi người nhé. Thắng sau thì khi mà xe về đấy thì là cái này nó đã bắt chặt rồi, chứ nó không giống như là cái thắng trước là nó để lỏng đâu. Bây giờ mình tiến hành là em quay xem là nó đã được hay chưa nhé, người ở nhà máy người ta đã chỉnh được hay chưa nhé. Nếu mà chỉnh được rồi thì may quá thì không 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 phải chỉnh. Còn nếu mà trường hợp mà nó như thế này là nó bị cạ này mọi người này, bởi vì là cái lực
quay như này nhưng mà nó bị cạn nên nó dừng lại rất nhanh. Đấy, nó dừng lại rất là nhanh. Thế bây giờ em sẽ tiến hành là chỉnh cái này nha mọi người nhé, cũng như thế kia thôi, mình làm y hệt thế kia. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình nới nới ra nha mọi người. Nới ra thì mình hạ cái chân trống này xuống để cho nó đỡ vướng. Em sẽ nới ra, nới hạ cả hai con ốc lên nhé. Thì là dựng bằng cái chân trống này thì nó không vướng, chân trống này nó không vướng nhé. Mình nới vừa vừa thôi, nới cho nó có một cái lung lay như này là được nha. Đấy, rồi mình lại tiếp tục mình quay bánh xe. Đấy, mình quay nhé mọi người nhé. Đấy, rồi thoát thắng đột ngột luôn, thoát thắng đột ngột thì nó sẽ giống cái đĩa trước, giống cái đĩa trước là mình sẽ xiết con này nhé, xiết con này trước, bởi vì như là cái thắng trước thì di chuyển xuống đến đây thì nó cũng xiết con trên trước nha, xiết con này chặt luôn, xiết con này chặt luôn mọi người nhé. Đây là kinh nghiệm thôi chứ còn nhiều người sẽ vặn lung tung rồi nó cũng không vào giữa được. Đây là kinh nghiệm mà em cũng như là các anh thợ khác lắp nhiều xe thì lắp mãi cũng được. Con này là đã siết chặt rồi nhé. Mình siết rồi xong rồi, rồi chặt rồi. Bây giờ mọi người kiểm tra này, kiểm tra là mình nghiêng cái bánh lên rồi xong rồi là mình quay thử xem. Đấy, không hề cạ luôn nha mọi người nha, không hề cạ luôn, ở giữa luôn này. Đấy, ở giữa luôn, mọi người nhìn cái khoảng trống không? Đấy, mọi người cứ làm như em hướng dẫn nhé, là cái cách mà mình chỉnh cái thắng dầu, cách mình chỉnh cái thắng dầu đấy là rất là trơn luôn, mà trơn tru luôn, mà làm nhẹ nhàng đơn giản, không có gì khó cả nha mọi người nhé. Đấy mọi người, video này là em chỉ cái cách mà chỉnh cái thắng trước này và cái thắng đằng sau là dầu nhé mọi người nhé. Dầu những chiếc thắng đĩa kia thì mình chỉnh theo cái khác. Thì em cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video nhé. Rồi mọi người có bất cứ thắc mắc hay là cần em hướng dẫn gì thì mọi người cứ kết bạn qua Zalo số của em rồi em hướng dẫn nhé. Rồi em cảm ơn mọi người. Rất là đơn giản thôi.